Chào anh em, ngày hôm nay thì là một ngày nghỉ và mình được ở nhà ấy, thì mình có xem TV cả ngày luôn. Nhưng mà mình chợt phát hiện ra mình có một cái đồ chơi công nghệ rất là hay. Ngày trước là mình mua và mình dùng, mình cho con mình dùng thì mình cũng chỉ xem YouTube và các thứ thôi. Nhưng mà khi mình khai thác nó ấy, thì mình cảm thấy rất là thú vị, rất là nhiều tính năng, mình cảm thấy tuyệt vời luôn đấy. Thì cũng không khó khăn để mình đưa ra quyết định là mình sẽ làm những clip để trải nghiệm qua sản phẩm này cho anh em, và mình sẽ quyết định là mình sẽ nhập sản phẩm ra về mình kinh doanh, bởi vì là mình cũng là dân công nghệ mà mình cũng rất là thích luôn. Thì đó là cái sản phẩm là của Xiaomi này, với tên là Xiaomi Mi Box 3S anh em nhé. Sản phẩm này là sản phẩm biến cái TV thường của anh em ấy, hay là những cái Smart TV thông thường, thành một Smart TV của Android. Thì anh em cũng biết đấy, sản phẩm giải trí Android Box thì cũng có rất là nhiều loại, ví dụ như là Apple TV này rất là cao cấp này, là của Apple thì anh em nghe đều thích cả đúng không? Hay là một số sản phẩm rất là rẻ tiền đến từ Trung Quốc, một số box ví dụ như là MX8 hay là một số box rất là nhiều luôn. Nhưng mà những cái box của Apple thì giá nó quá là cao rồi, và những cái box của Trung Quốc giá rẻ ấy thì mình cũng nghĩ nó cũng giống cái sản phẩm đấy thôi. Nhưng mà khi mình dùng mình biết là nó không hề đơn giản như vậy nhé, bởi vì những cái sản phẩm đó là sử dụng Android thông thường thôi. Và anh em giải trí thì nó hoàn toàn là miễn phí, và tất nhiên nội dung miễn phí đều là cũng chẳng có gì là thú vị cả. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình dùng cái sản phẩm này ấy, thì sản phẩm này nó được tích hợp Android TV của Google luôn, chính chủ Google luôn, và rất là nhiều tiện ích và tính năng sử dụng rất là thú vị luôn anh em nhé. Thì mình sẽ làm cái clip này để chia sẻ cho anh em luôn, và sau đó là mình cũng sẽ nhập về kinh doanh. Nếu cần mua thì anh em cứ liên hệ với mình. Giá sản phẩm này cũng khá là rẻ thôi, giá chỉ tầm khoảng 1.090.000 thôi, và nó có đầy đủ cả ngôn ngữ của Google tiếng Việt và ROM quốc tế các thứ luôn, chứ không phải là một cái sản phẩm mà mình chưa có ROM mà hoàn toàn là chữ Trung Quốc anh em nhé. Chúng ta cùng xem nào. Đây là cái giao diện của chiếc Mi Box này, anh em có thể nhận thấy là nó rất dễ sử dụng đúng không? Và hoàn toàn là tiếng Việt luôn anh em nhé. Đây là phiên bản đã được chạy ROM quốc tế hoàn toàn rồi, anh em có thể nhìn thấy phần tiếng Việt này. Trên cùng là chúng ta có thể điều khiển nhập tìm kiếm bằng giọng nói, nhưng mà cái điều khiển theo chiếc Mi Box này là chỉ điều khiển thông thường thôi, thì nó không có phần tìm kiếm bằng giọng nói. Anh em có thể mua một chiếc điều khiển tìm kiếm bằng giọng nói cũng được, thì những chiếc này nó có thể tích hợp và kết nối phụ kiện rất là dễ luôn. Chút nữa mình sẽ nói về cái phần kết nối phụ kiện rất là nhiều điều thú vị đấy. Nhưng trước đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho anh em về qua phần giao diện nhá. Thì anh em có thể nhìn thấy đây, ở đây chúng ta sẽ có phần ứng dụng phía dưới này, chúng ta có thể nhìn thấy dễ dàng là có YouTube ở đây. Là Android Box thì chúng ta hay xem YouTube, đúng không? Và dưới này chúng ta có thể cài thêm một số ứng dụng khác nữa. Ví dụ ở đây là mình có cái FPT Play này, và phần chỉnh thêm mà chúng ta có thể bật thêm rất là nhiều nhé. Ví dụ như là ứng dụng của Red Bull TV này, ứng dụng âm nhạc này, VLC, hay là những ứng dụng của VTV. Những ứng dụng chúng ta cũng cài thêm được tùy biến ở trên này, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, thì chúng ta cùng xem qua phần cài đặt nhá. Thì sản phẩm này là một sản phẩm có bộ nhớ trong là 8GB ạ. Đây, chúng ta sẽ cùng xem phần bộ nhớ này. Thì bộ nhớ trong của nó dung lượng là 8GB và RAM là 2GB anh em nhé. Với giá thành chỉ hơn 1 triệu một chút thôi, anh em sở hữu được một cái TV Box với RAM 2GB, bộ ở trong là 8GB cũng tương đối là tuyệt vời đúng không anh em. Đấy, thì ở đây là chúng ta có tên nó là Mi Box 3, và nó sử dụng phiên bản Android 8.0 nhé, Android TV anh em nhé, chứ không phải là phiên bản Android như trên điện thoại đâu. Thế nên là nó được tùy biến rất là hay luôn, nó dễ sử dụng thôi. Đấy, chứ về cài đặt thì nó cũng đơn giản là toàn tiếng Việt thôi, nó rất là dễ sử dụng. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ cùng xem ứng dụng xem nó là như thế nào. Đấy, thì cũng có Google Play để cho chúng ta tải thêm ứng dụng ở đây. Và rất là hay là chúng ta chỉ cần có một đường truyền mạng cơ bản là Wi-Fi thôi, mà không cần phải dung lượng cao lắm thì chúng ta xem rất là nhiều. Thì ở đây là được Google Play ở đây sẽ được tối ưu cho Android TV. Có nghĩa là khi mà chúng ta không có dùng được cảm ứng ấy, như ở trên điện thoại ấy, mà chúng ta chỉ dùng một cái điều khiển đơn giản như này thôi, là chúng ta cũng rất là dễ sử dụng. Và tất cả những ứng dụng này nó đều tích hợp cho Android TV luôn. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều game này. Đây là game nhá, trò chơi này. Đấy, trong đó là có Alpha 8. Chút nữa mình sẽ chơi thử cho anh em xem, rất là nhiều trò chơi hay luôn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này, những trò chơi này là hoàn toàn miễn phí. Đấy, chúng ta cũng có thể cài giả lập được PS1, chơi được game PS1 luôn. Và cái phần giả lập này chúng ta mua với giá là 85.000 anh em nhé. Đó, chúng ta cùng xem là có cả game GTA luôn. Game này là trên dạng của PS2 đấy, và chúng ta cũng có thể cài được, mua với giá 109.000. Game GTA mà Chinatown chúng ta mua với giá 70.000, và rất là nhiều game hay. Đấy, thú vị đúng không anh em có thể giả lập game PS1 để chơi luôn. Nhưng mà mình chưa chơi thử thế nào, bởi vì mình không có thời gian. Và thậm chí chúng ta có thể giả lập được cả PSP nữa thì phải, ở trong này nó có PSP luôn.
đấy để chơi đấy, rất là nhiều game thú vị luôn. Là chúng ta cài thêm thì mình có thể cài, mình đã cài thêm cái Man Phát 8 để mình chơi tí chút nữa thì mình sẽ chơi cho anh em xem. Không thể chơi game một đơn giản bằng cái điện thoại và cái điều khiển đâu nhá, rất là hay luôn, tí cho mình cho anh em xem, không khác gì một máy chơi game bình thường. Và những ứng dụng mà mình đã cài ấy, thì trong đó là có những ứng dụng mà game và những ứng dụng như là Clip TV. Thì Clip TV thì anh em cũng biết, chúng ta sẽ xem bằng cách là trả phí, rất là hay luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về ứng dụng, những ứng dụng mà mình để xem phim cho anh em luôn nhá. Thì ngoài cái YouTube này thì chúng ta có được xem miễn phí, nhưng với những cái nội dung mà chúng ta cần xem trả phí với những chất lượng rất là tốt ấy thì rất là tuyệt vời luôn anh em. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đầu tiên ấy là cái ứng dụng là có tên là FPT Play. Thì cái FPT Play thì quá là nổi tiếng rồi. Thì ở đây mình cũng có dùng một cái sản phẩm của FPT Play luôn, đó là FPT Play Box này, cũng rất là hay. Nhưng sản phẩm này mua giá khá là cao, là 1.6 triệu thì phải, và RAM nó chỉ có 1GB thôi, chơi không bằng cái này được. Đây mình cũng đang dùng đây anh em này, đang dùng đây. Nhưng mà mình thấy nó cũng bình thường thôi, nó không thích bằng. Vợ mình hay dùng cái đấy để xem phim thôi, chứ chơi game thì mình không thấy, cảm thấy không bằng. Đây thì mình sẽ vào luôn. Cái giao diện của chiếc phần mềm FPT Play này cài trên cái Mi Box này nó cũng khá là giống cái phần cái chiếc Mi Box kia luôn. Nó thiếu là cái là nó thiếu cái phần mềm, nó thiếu cái mục là HBO Go và cái mục phim 4K đấy nhá. Nhưng mà mình cảm thấy cái này cũng khá là đủ rồi. Ở đây thì mình cũng sẽ xem truyền hình. Thì cái sản phẩm, cái phần mềm này thì anh em có thể đăng nhập vào, anh em mua gói cước. Thì ngày xưa là mình có mua cái, mình có dùng cái truyền hình cáp ở cái tivi, toàn bộ tivi nhà mình rất là nhiều tivi, mỗi phòng mình một cái cơ. Đấy thì mình có dùng truyền hình cáp cho cái tivi này ấy, thì chỉ xem được truyền hình thôi. Và một tháng thuê bao là 100.000, nhưng khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm này ấy, thì thuê bao nó rất là rẻ, thuê bao nó chỉ tầm khoảng 50.000 thôi, thậm chí có những cái phần mềm mình dùng thuê bao chỉ có 20.000 thôi. Và mình xem đã khoảng 100, hơn 100 kênh rồi. Đấy thì ở đây mình xem truyền hình anh em nhá. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là VD1 này, và chất lượng của mình đây là HD luôn. Và xem cực kỳ nhanh luôn anh em ạ, xem rất là nhanh luôn, và tất nhiên là điều khiển của nó cũng rất là dễ. Đó. Đấy thì mình có thể xem thử danh sách kênh nhá. Thì anh em có thể nhìn thấy là nó có VTV1 này, VTV2 này, VTV3 này, VTV4 này, rất là nhiều kênh này. Đấy, những kênh giải trí của nước ngoài như Fox Sport thể thao này, hay là Fox phim này. Đấy, hay là IGN này, hoặc là thậm chí cả những cái phim, những kênh như là HBO các thứ anh em đều xem được. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta phải mua mà. Đây có giải trí đây, chúng ta có thể mua, chúng ta bây giờ mình chưa đăng nhập thì mình cũng giới thiệu qua là mình mua với giá tầm khoảng mấy chục nghìn một tháng thôi. Đấy đối với phần mềm FPT này. Đấy, chúng ta có thể xem được cả tiếp nữa thì chúng ta sẽ xem được phim trên cái phần mềm này, FPT Play này rất là hay nhá. Ở đây thì mình sẽ xem thử cái phần là phim bộ này. Thì vợ mình suốt ngày xem luôn, xem suốt ngày luôn. Ví dụ như cái phim hiện tại bây giờ các chị đang xem là cái phim Cá Mực Hầm Mật này này. Đấy, anh em có thể nhìn thế này. Đây, mình vào cho anh em xem luôn nhá. Đây. Đấy, phim này thì hoàn toàn xem miễn phí luôn. Và chúng ta có thể nhìn thấy này, tập rất là nhiều tập luôn. Hoàn toàn có thể xem miễn phí luôn anh em nhé. Đấy. Đó, anh em thấy xem, chất lượng của nó là chất lượng HD luôn. Và load rất là nhanh luôn. Đối với những cái Android TV mà rẻ tiền thì anh em đâu có thể xem được những cái này đâu. Nhưng đối với những chiếc sử dụng Android TV chuẩn như thế này ấy, thì chúng ta có thể xem thoải mái và rất là nhanh luôn. Tất nhiên là xem miễn phí thì nó sẽ có quảng cáo, nhưng mà bỏ qua quảng cáo nhanh lắm anh em ạ. Đấy. Hay đúng không anh em? Đây là phim bộ nhá, còn phim lẻ này, phim lẻ thì mình cũng có rất là nhiều. Phim bộ thì chúng ta có thể xem phim của Hàn Quốc nữa. Đấy, rất là nhiều phim mới mà anh em đang săn lùng này. Chị em đang xem là phim của Thái Lan này, hay là phim của Việt Nam. À, phim Việt Nam thì đấy, anh em thấy nhìn này, rất là nhiều phim luôn. Đó, chúng ta bỏ qua một cái lần phát sóng nào của truyền hình ấy, thì chúng ta phải vào đây xem lại. À. Hay là bây giờ là có phần phim lẻ nhá. Phim lẻ thì chúng ta có thể nhìn thấy này, những cái phim mà anh em rất là thích và bây giờ rất là khó tìm như ngày xưa ấy. Anh em có thể thấy những phim mà nó nổi trên này như phim của Thành Long này, hay phim của Châu Đình Trì này. Đấy, anh em có thể vào đây xem, hoàn toàn miễn phí luôn. Đấy, và tất nhiên là load rất là nhanh luôn và chất lượng cực kỳ tốt luôn. Đấy, anh em có thể nhìn không? Anh em đi xem phim của Châu Đình Trì làm gì có chất lượng nó đẹp như này được, nếu mà anh em xem ở trên mạng hay là YouTube. Chỉ có anh em xem ở trên những cái phần mềm như thế này thì anh em mới có thể xem được mà hoàn toàn miễn phí nhá. Đây là những cái mà anh em xem có thể xem miễn phí được, mà đặc biệt là loát rất là nhanh luôn, chất lượng toàn là HD rồi. Ngày xưa thì chúng ta có thể xem bằng băng, xem băng từ ấy thì băng từ không thể đẹp như này được, và xem lại trên mạng thì người ta cũng thu lại từ băng từ không thể đẹp như này được. Nhưng mà khi chúng ta xem bằng những phần mềm như FPT Play chính chủ trên này thì chúng ta có thể xem được những chất lượng phim của Châu Trí rất là tốt như này nhá. Thử tôi xem thế nào.
hay. Và còn một điều thú vị nữa là chúng ta có thể xem phim chiếu rạp được anh em ạ. Xem phim chiếu rạp được, nhưng tất nhiên là sản phẩm này anh em phải thuê này. Đấy thì trong đó là chúng ta có thể nhìn thấy này, trong đó có những cái phim như Hồi Kết là phim chiếu rạp này đó, nhưng rất là nhiều phim này. Thì mình có xem thử cái phim này. Phim này thì mình chưa đến rạp mình xem và mình cứ xem thử. Thì ở đây nó có giá thuê là 29.000 nhá, nhưng thực tế thì chúng ta chỉ cần thuê 10.000 thôi. 10.000 là chúng ta xem được 2 ngày. Và tất nhiên chúng ta 2 ngày chúng ta có thể xem thoải mái luôn. Thì mình có thuê cái phim này trên chiếc Mi Box kia thì mình ngại đăng nhập lại, nhưng mà mình có thuê phim này ở trên chiếc FPT Playbox kia, nhưng mà mình ngại đăng nhập lại. Ở đây thì mình giới thiệu qua cho anh em như thế thôi. Anh em có thể thuê rất là nhiều phim bon tấn để anh em xem luôn. Đấy, Deadpool này cũng giá là 19.000, thực ra chỉ thuê có 10.000 thôi, 2 ngày thôi anh em ạ. Đó, đấy là đây là chỉ là một phần mềm nhất, đây chỉ là phần mềm FPT Play thôi. Còn nếu mà bằng phần mềm khác, ví dụ như là mình giới thiệu thêm anh em cái phần mềm gọi là Clip TV này chẳng hạn. Đấy, anh em có thể vào đây nhá. Đó, anh em có thể vào đây, anh em có thể nhìn thấy này. Thì ở trên này cũng có cái phần như là truyền hình này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không? Truyền hình này. Đấy, truyền hình này. Đó, và phim, thiếu nhi, hài, nhạc hay là những nội dung khác. Thì truyền hình ở đây chúng ta cũng sẽ rất là nhiều cái để chúng ta xem. Đối với phần mềm này thì đơn giản hơn là phần mềm này anh em có thể mua gói cơ bản là 2.000 một tháng. Rẻ hơn rất nhiều so với anh em xem dùng truyền hình cáp, đúng không anh em? Truyền hình cáp bây giờ là 100.000 một tháng, đây là 20.000 một tháng này. Hoặc anh em mua gói VIP hơn nữa là 50.000 một tháng. 50.000 một tháng thì anh em xem được nhiều kênh hơn. Và cái tài khoản, cái gói anh mua theo cái tài khoản này thì anh em có thể dùng được 4 thiết bị hoặc 5 thiết bị cơ. Thế nên là trong nhà mình dùng thì cứ mỗi mua một cái đầu và anh em đăng nhập vào thì anh em mới có thể dùng thoải mái. Cái mình thích nhất ở cái phần mềm Clip TV này, nó có một số cái phim độc quyền. Đó. Thì mình có thể quay lại nhá, mình xem, mở tới anh em xem. Ví dụ như là cái phim của Việt Nam. Thì ngày trước là mình có bỏ lỡ cái phim này và mình cũng thấy là khá là tiếc, là cái phim Trạng Quỳnh này. Phim Trạng Quỳnh này là mình chưa xem. Và bây giờ thì mình hoàn toàn mình có thể xem lại được ở trên cái phần mềm Clip TV này. Và giá thuê cái phần mềm này thì gần như là rất là rẻ luôn. Anh em mua cái gói cước là 50.000 một tháng, anh em xem thoải mái luôn, không cần phải thuê một phim. Không phải thuê theo ngày, ví dụ còn anh em thuê theo ngày ấy, thì giá chỉ có 2.000 thôi. 2.000 là anh em không phải thuê một phim nhá, mà anh em thuê toàn bộ phim này luôn. Giá chỉ có 2.000 một ngày thôi anh em ạ. Bằng cách rất đơn giản, anh em nhắn tin thôi. Nhắn tin là anh em có thể xem được bằng số điện thoại ấy, là anh em có thể xem được. Đây là phim Táo Quậy này, các bạn này, là phim hoàn toàn là những phim mới của Việt Nam. Đấy, anh em có thể nhìn thấy rất là nhiều phim hot của Việt Nam này. Đấy, anh em có thể xem được. Đấy là cái phần mềm Clip TV này, anh em mua cũng rất là dễ. Anh em có thể mua cái phần mềm kia giá cao, FPT Play giá cao hơn một chút, nhưng mà dễ xem hơn là anh em có thể mua cái phần mềm Clip TV này giá rẻ cũng được. 5.000 một tháng anh em xem tẹt bô luôn, hoặc 2.000 một ngày anh em xem tẹt bô luôn. Đó, đơn giản như vậy thôi. Còn ngoài ra còn rất là nhiều cái phần mềm khác nữa, đúng không anh em? Đây, anh em mình có thể nhìn, anh em có thể nhìn thấy là VTV Go này cũng rất là dễ này. Đấy, mình còn chưa thèm vào này, mình chỉ cài thử xem như nào. Đó, kênh TV rất là nhiều này. Đó, anh em có thể thấy nó loát không? Chúng ta bây giờ chúng ta đang xem trực tiếp ở đây. Đây, phần mềm này thì loát lâu hơn một chút, nhưng vừa giờ FPT hay là cái phần mềm Clip TV chúng ta lót truyền hình rất là nhanh. Nhưng mình cài để mình xem thử thôi, mình chưa xem đến cái này. Bởi vì rất là nhiều cái để mình xem luôn, mình chưa xem đến cái này luôn. Và sử dụng thì truyền hình đơn giản như vậy rồi, YouTube cũng đơn giản như vậy. Và cái hay nhất là cái sản phẩm này ấy, thì mình cũng vừa giới thiệu qua anh em ấy. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ nói tiếp. Đó là cái mà kết nối với phụ kiện. Thì đa phần là kết nối phụ kiện là chủ yếu là chúng ta kết nối đến tay cầm. Thì ở đây mình có một cái tay cầm với cái dạng là không dây, và cái đầu cắm nó đang nằm ở trên cái bóc này nhé. Và thứ hai là mình có một cái tay cầm dùng Bluetooth đây, không cần phải cắm. Đó. Thì mình sử dụng cái này thì nó dễ hơn. Đấy, là chỉ cắm vào là chơi thôi. Đấy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bật thử cái tay cầm lên nhá. Thì anh em có thể nhìn thấy là rất dễ này. Đấy, nó sẽ nhận luôn. Đây, mình sẽ cắm luôn, nó sẽ nhận nhá. Đây, mình đang cắm vào cái FT này. Anh em nhìn là nhìn nhá. Cắm vào cái bóc luôn. Ok, nó nhận luôn, anh em nhìn thấy không? Nó nhận luôn thế này và anh em có thể nhìn thấy. Nó điều khiển nó dễ luôn này. Đấy. Dùng cái này thay cho cái điều khiển của cái đầu luôn được. Đấy, thì mình bây giờ mình thử chơi game cho anh em xem luôn nhé. Thì ở đây mình đã cài thử rất là nhiều game, nhưng mà mình thích nhất là cái game Alpha 8 này. Đấy, thì mình vào luôn này.
anh em có thể tưởng tượng anh em đã biến chiếc Mi Box của anh em thành một máy chơi game luôn, và là một máy chơi game với đồ họa rất là cao, bởi vì những cái game này nó thường xuyên cập nhật ở trên hệ thống của Google Play luôn là cho anh em rất là nhiều game luôn. Cái mình hơi tiếc là bộ nhớ trong của chỉ có 8GB nên không thể cài được nhiều. Đấy, anh em thấy âm thanh rất là sinh động nhá, mình ấn này, đấy nó hướng dẫn tay điều khiển luôn, đấy, mình vào chơi được. Đó, anh em thấy nhìn không, đồ họa cực kỳ đỉnh luôn, và mình chơi game cả ngày luôn, đua xe cả ngày luôn. Đó, rất là hay. Khi mà chúng ta cài cái giả lập của PS1 vào thì anh em biết cái đầu PS1 hiện tại bây giờ anh em mua giá gần 1 triệu, mà chỉ chơi game PS1 thôi, nhưng mà cái này có thể chơi được giả lập PS1 này, chơi được giả lập PSP này, chơi được giả lập của game NES, game 4 nút ngày xưa ấy, hay là chơi những cái game mà tích hợp của cái đầu này cũng rất là thú vị. Đây mình đua cho anh em xem thử nhá. Mình đã có một chiếc Ferrari ở đây. Đấy, ở đây nó có hướng dẫn này. Đấy, anh có thể nhìn không? Mình sẽ chơi để nó bỏ qua cái phần. Đó, anh em có thể thấy cái đồ họa cực kỳ tuyệt vời luôn mà chơi game đua xe này. Đây, nó hướng dẫn anh em phanh. Đó. Đây, phanh hơn được rip luôn này. Rồi mình lại đâm rồi anh em ạ. Nhưng mà anh em có thể nhận thấy không? Game rất là hay luôn và cũng rất điều khiển rất đơn giản nha. Mình lại ấn nút này nó thoát ra này. Đó, lại thoát ra mình chính này. Và mình thử chọn một game khác xem. Ở đây mình có game là game Island Soccer nhá, là bắn quái vật trong phòng thí nghiệm này. Game này thì rất là nổi tiếng, ngày xưa chúng ta chơi ở trên máy tính đúng không? Nhưng bây giờ cũng tích hợp trên này chúng ta chơi được hết rồi. Đấy. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái máy chơi game cực kỳ cao cấp đúng không? Rất là dễ chơi. Và những cái nội dung này chúng ta chơi miễn phí, còn nếu mà chúng ta chơi trả phí thì cũng rất là hay. Đấy, mình vào chơi luôn. Hoàn toàn chơi, có thể chơi online được anh em nhé. Ví dụ như game bán phát 8 kia chúng ta có thể chơi đua xe với những người ở nơi khác, những người ở trên toàn thế giới là chúng ta có thể đua online được. Rồi, bây giờ mình loát vào chơi thử này. Chơi luôn. Đây chúng ta nhìn đây. Đây nó có điều khiển anh em nhìn này nhé. Ấy ấn R2 là nó đoạn luôn. Rất dễ nha, rất là nhiều nút điều khiển này. Rất tiếc là sản phẩm này thì không có game PUBG, chưa có game PUBG để anh em chơi nhé. Game mobile thì chưa có, chỉ có một số game mà nó tích hợp như này thôi anh em ạ. Đây anh em có thể nhìn thấy. Đó, rất là nhiều game chúng ta có thể cài thêm được. Rất là nhiều luôn. Mình thử vào một game nữa là game bắn súng này xem sẽ là như thế nào nhá. Đây game bắn quái vật này. Đó. Đồ họa cực kỳ đẹp luôn. Cảm giác đồ họa nó còn đẹp hơn cả máy PS2 luôn anh em ạ. Nhiều game còn hơn cả PS3 luôn. Anh em nhìn đâu. Chạy trốn của những con zombie luôn, những xác sống luôn. Đấy, anh em nhìn đồ họa không? Tuyệt vời không? Đây là game bắn súng anh em ạ. Bắn súng góc nhìn thứ nhất. Thank you.
what's wrong? Và đó anh em có thể thấy không, một sản phẩm giải trí cực kỳ thú vị luôn. Và chiếc Mi Box đó thì chúng ta có thể nhìn thấy nó chỉ bé xíu này này. Đấy, anh em có thể nhìn không, nó chỉ bé xíu này thôi. Và nó có thể biến thành một chiếc máy chơi game, nó có thể biến thành một cái chiếc đầu để cho anh em hát karaoke, hay nó biến thành một cái thiết bị giải trí xem mạng ở cho anh em truyền hình các thứ. Và hoàn toàn là có những nội dung hoàn toàn không mất tiền, còn anh em mất tiền thì anh xem những nội dung rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì chơi game đơn giản thôi, chúng ta có thể dùng một chiếc tay cầm đấy nhé. Chúng ta có thể chơi game hoặc có thể chơi hai người, có thể chơi một người cũng đều được. Mình ở nhà mình chơi cả ngày luôn. Và mình có đủ cho con trai mình ấy là dùng chiếc tay nhỏ nhỏ này. Bố thì cầm tay to và con thì cầm tay nhỏ này, và chơi game cả ngày, hai bố con chơi nhau luôn vào những ngày nghỉ. Rất thú vị luôn. Và giá của sản phẩm này sắp tới mình lấy về mình dự kiến bán ấy thì chỉ có 1.090.000 thôi anh em nhé. Anh em có thể đặt online trên kênh Shopee, hoặc anh em có thể đặt online trực tiếp của mình sẽ ship cho anh em luôn. Và mình sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng chiếc máy luôn. Thì đây là một sản phẩm của thị trường nội địa Trung Quốc, và bản thân nó khi mình nhập về nó hoàn toàn là không có tiếng Việt, và nó hoàn toàn là sử dụng một cái hệ điều hành của Trung Quốc để mình xem. Nhưng ở đây thì mình đã cài hoàn toàn TV Play 8 vào cho anh em để anh em trải nghiệm luôn rồi. Nếu trong trường hợp mà anh em có đang sở hữu chiếc này và anh em không biết cài tiếng Việt làm sao thì anh em có thể comment vào bài viết, nếu mình cảm thấy nhiều anh em hỏi thì mình sẽ cài tiếng Việt cho anh em luôn. Cũng dễ lắm, dễ cài tiếng Việt cho chiếc máy này lắm. Bởi mình hướng dẫn cho anh em thì cả clip chắc chỉ mất mấy phút anh em cài thôi. Anh em xem mà cảm thấy hay thì anh em cứ comment bên dưới nhá. Anh em thấy thú vị và muốn mọi người cùng biết anh em chia sẻ đi. Và anh em cảm thấy yêu kênh của mình, anh em subscribe ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em, tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau.